chào các em. Rất vui được gặp lại các em trong buổi học trực tuyến này. À, cô là Nguyễn Thị Thu, đến từ trường Trung học cơ sở Phạm Huy Thông, huyện Ân Thi, là thành viên tổ nghiệp vụ bộ môn Ngữ văn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên. Ở tiết học trước, cô đã cùng với các em tìm hiểu được tiết 1 văn bản cho sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Fontaine. Và bây giờ, cô muốn đồng hành cùng các em tìm hiểu tiếp phần 2 của văn bản này. Và ở phần 2 này, cô muốn cùng với các em giải quyết được những cái nhiệm vụ mà ở tiết 1 cô đã giao cho các em về nhà. Đó là chúng ta tìm hiểu về nghệ thuật nghị luận của hippoliten trong văn bản cho sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Fontaine. Và một điểm nữa, cuối tiết học này, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết một số bài tập rất là thú vị và với những bài tập đó cô hy vọng sẽ cung cấp cho các em những kiến thức, những kỹ năng cơ bản để có thể chinh phục vũ môn trong thời gian sắp tới. Cô trò chúng ta bắt đầu nhé. Văn bản cho sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Fontaine. Chúng ta học tiếp, tiết 2. Các em thân mến, ở tiết 1, cô đã hướng dẫn các em những nội dung cơ bản sau đây. Thứ nhất, chúng ta đã đọc và tìm hiểu chung văn bản này với những nét chung về xuất xứ, về phương thức biểu đạt, về vấn đề nghị luận và về bố cục của văn bản. Ở phần 2, cô trò chúng ta đã cùng tìm hiểu lời bàn của tác giả Hippolyten về chó sói và cừu trong thơ Ngụ ngôn của La Fontaine và chúng ta cũng đã nhận xét được những đặc điểm của chó sói, của cừu trong thơ ngụ ngôn của La Fontaine cũng như là trong nghiên cứu của nhà khoa học Bi Phong. Và ở cuối tiết 1, chúng ta đã nhận xét được cách viết của Bi Phong và cách viết của La Fontaine, từ đó chúng ta nhận thấy những điểm đặc trưng trong sáng tác của La Fontaine đối với thể loại thơ ngụ ngôn. Và bây giờ, câu trò chúng ta tiếp theo phần 2. Chúng ta sẽ nhận xét chung về nghệ thuật nghị luận của Hippolyte trong văn bản Chó sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Fontaine. Cô muốn các em dở lại vở chuẩn bị của mình để xem các em đã thực hiện nhiệm vụ mà cô giao ở tiết 1 như thế nào. Ở tiết 1, các bạn đã đưa cô giao nhiệm vụ là gì? À, tìm hiểu và ghi lại những nét đặc sắc về nghệ thuật nghị luận của Hippolyte trong văn bản Chó sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Fontaine. Trước hết, Cô muốn các em nhìn lại toàn bộ nội dung mà chúng ta đã ghi chép được trong buổi học tiết 1. Và các em có nhận xét như thế nào về bố cục văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Fontaine? Các em nhận xét như thế nào về bố cục? À, chắc chắn các em đều thấy đó là gì nào? Bố cục của văn bản này rất là rõ ràng, có sự thay đổi linh hoạt. Cô muốn nói tới sự rõ ràng trước ở văn bản này chia ra làm hai phần cả hai phần tác giả đều triển khai mạch nghị luận theo trình tự ba bước thứ nhất là cho sói vào cừu dưới ngòi bút của La Fontaine sau đó tác giả Hippolyte đưa ra những dòng viết của nhà nghiên cứu Bi Phong về hai loài vật này và sau đó ông lại trở lại với hình tượng chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Fontaine. Như vậy, thì bố cục của văn bản này rất rõ ràng. Điểm thứ hai, cô muốn nói tới sự thay đổi linh hoạt trong từng phần. Ở từng phần cách triển khai chi tiết không lặp lại, không đơn điệu. Cô muốn các em nhìn lại văn bản một lần nữa. Mở đầu văn bản cũng là mở đầu phần 1, tác giả Hippoliten đã dẫn thơ của La Fontaine để bắt đầu vào việc bàn bạc về cừu trong thơ ngụ ngôn của La Fontaine. Nhưng ở phần 2 Tác giả hippoliten đã trực tiếp bàn thẳng vào nhân vật chó sói trong thơ ngụ ngôn của La Fontaine. Đấy. Như vậy, các bạn đã thấy đó là cái cách triển khai từng phần không hề đơn điệu mà có sự thay đổi hết sức là linh hoạt. Đấy. Điểm đặc biệt về nghệ thuật thứ hai trong văn bản, bản này, các bạn hãy quan sát lại các luận điểm và thường nghĩ xem nhận xét này của chúng ta có phù hợp không. Cô muốn các bạn vừa quan sát vào văn bản vừa quan sát lại phần ghi ở tiên một. Các luận điểm các bạn thấy trong văn bản này Hippoliten trình bày những luận điểm hết sức rõ ràng và hầu hết hầu hết đều triển khai theo trình tự diễn dịch. Các bạn thấy này, ông đều viết những đặc điểm khái quát về cừu hoặc về chó sói, sau đó ông mới đưa ra các dẫn chứng để làm minh chứng cho nhận xét của mình. Và trình tự diễn dịch cũng là một trình tự phổ biến trong quá trình xây dựng đoạn văn trong văn bản. Đây chúng ta đang tìm hiểu văn bản này dưới tư cách với tư cách là một văn bản nghị luận văn chương. Và việc trình bày luận điểm rõ ràng, triển khai theo trình tự từ khái quát đến cụ thể là một cách trong số những cách các em có thể trình bày nội dung trong đoạn văn với những bài văn nghị luận văn chương sau này và một điểm nữa cô muốn nói với các em. Về lập luận, đặc trưng của văn nghị luận là luận điểm, là luận cứ và lập luận. Ở đây cô muốn nói tới lập luận trước. Đọc toàn bộ văn bản này của Hippolyten, nếu đọc lần 1 có thể các em sẽ chưa cảm thấu hết, nhưng đọc lần 2, lần 3, các em sẽ thấy được rằng trong văn bản này, cách lập luận của Hippolyten hết sức thuyết phục. Vậy sự thuyết phục đó nằm ở đâu? Chúng ta đã tìm hiểu, nhưng giờ đây phải đưa cho cô một nhận xét cụ thể. À. Thử đối chiếu xem nhận xét mà các em đưa ra có phù hợp với sự gợi dẫn của cô không? Đây, các bạn thấy lập luận thuyết phục thứ nhất là thể hiện ở việc sử dụng lập luận so sánh và điều này tạo nên sức thuyết phục hết sức lớn nào. Các em thấy lúc nào hình tượng chó sói, hình tượng cừu trong thơ ngụ ngôn của La Fontaine cũng được đặt trong thế so sánh đối chiếu với chó sói, với cừu trong nghiên cứu của nhà khoa học bi Phong. Vì thế, vì có sự so sánh như thế, nên Hippolyte đã đạt được dụng ý nghệ thuật của mình một cách rất hiệu quả. Đó là từ việc đưa ra những nghiên cứu của Bi Phong mà làm nổi bật lên vấn đề chính ông cần nói tới, đó là làm nổi bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật trong cách viết của La Fontaine. Đó là một việc sử dụng lập luận so sánh hết sức hiệu quả. Và lập luận này cũng rất cần thiết, rất cần thiết trong quá trình các em tạo lập những văn bản nghị luận văn chương sau này. Về việc sử dụng lý lẽ và dẫn chứng, chúng ta vẫn gọi là luận cứ. Các em thấy trong bài nghị luận văn chương này, tác giả Hippolyten đã đưa ra những lý lẽ và dẫn chứng hết sức hợp lý, chính xác và có cơ sở. Đấy, các em thấy này, những lý lẽ mà tác giả đưa ra với những dẫn chứng luôn luôn phù hợp với nhau và phù hợp với luận điểm mà tác giả định viết. Cô lấy ví dụ nhé, khi viết về đặc điểm của loài cừu trong nghiên cứu của bi phong ông cũng đưa ra cái nghiên cứu của bi phong đó là sự ngu ngốc và sợ sệt sau đó trích dẫn ra những luận cứ rất tiêu biểu và khi viết về cừu trong thơ ngụ ngôn của la fontaine ngay ở phần đầu chúng ta cũng đã thấy tác giả đưa ra một nhận xét khái quát này giọng ừ, chú cừu non tội nghiệp mới buồn rầu và dịu dàng làm sao đấy là một câu nhận xét khái quát sau đó tác giả đưa ra những luận cứ luận cứ đó chính là trích dẫn thơ ngụ ngôn của la fontaine rất có cơ sở à, sự buồn giàu như thế nào sự dịu dàng như thế nào toát lên sự tội nghiệp như thế nào tất cả đều có cơ sở và đặc biệt khi nói tới sự thân thương tốt bụng của cừu mẹ à, tác giả hippolyten viết là gì nhưng những con vật ấy còn thân thương và tốt bụng nữa nhận xét khái quát xong và ông đã đưa ra dẫn chứng là gì nào à những con cừu mẹ ấy có thể nhận ra con mình giữa đám đông cừu rồi những con cừu mẹ ấy có thể đứng yên nhẫn nại trên nền đất lạnh đợi đến khi mà con của nó bú xong như thế là những dẫn chứng luôn luôn được lấy từ những tác phẩm văn chương mà tác giả đang nói tới và cô muốn dừng lại lâu hơn một chút Ở ý này Bởi vì sao? Chúng ta đang tìm hiểu một văn bản Được biết theo phong cách nghị luận văn chương Vậy nên Lý lẽ dẫn chứng Phải phù hợp với nhau Nhưng quan trọng nhất là dẫn chứng Phải được lấy từ chính những tác phẩm Mà các tác giả đang bàn tới Chính bởi lẽ đó cho nên, cô muốn các em ghi lại thật cụ thể, thật chi tiết những điểm đặc sắc về nghệ thuật này để chúng ta học tập trong quá trình chúng ta làm các văn bản, tạo lập các văn bản nghị luận văn chương sắp tới. Theo như tiến trình, chúng ta sẽ học hai dạng bài nghị luận văn chương, đó là gì? Nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Hai là nghị luận về một đoạn thơ hoặc bài thơ. Cả hai dạng bài nghị luận văn chương đó đều đòi hỏi tất cả những kỹ năng này giống như cách triển khai của tác giả Hippolyten. Đó là gì? À, triển khai các ý, các đoạn rõ ràng, lập luận thuyết phục và sử dụng dẫn chứng hợp lý, chính xác và có cơ sở. Các em thân mến, khi đọc văn bản này, các em có nhận ra các lời bình không? rồi có nhận ra các từ ngữ in đậm cảm xúc cá nhân của tác giả Hippolyten không cô muốn các em tìm đến vị trí của những từ đó trong văn bản à, dấu ấn cảm xúc cá nhân của tác giả Hippolyten thể hiện rất rõ trong quá trình ông nghị luận cô điểm đến một số những dấu ấn cơ bản này à, giọng chú cừ non Tội nghiệp mới dịu dàng làm sao? Dịu dàng làm sao? đấy Rồi khi nói về tình mẫu tử của cửu mẹ với cửu con Ông viết là gì nào? Thật cảm động Thật cảm động Và ông còn viết thêm là gì? La Fontaine đã động lòng thương cảm Trước bao nỗi buồn giàu và tốt bụng như thế À, đó không phải là cảm xúc của tác giả gửi gắm Trong những tác phẩm là gì Các em hẳn chắc chắn là sẽ đồng ý Với câu điểm đó đúng không Và chính vì Cảm xúc cá nhân Mà tác giả gửi gắm trong bài viết của mình Đã khiến cho Bài văn nghị luận Của tác giả Hippolyte Không chỉ thuyết phục người đọc Bởi lập luận Không chỉ thuyết phục người đọc bởi lý lẽ Và dẫn chứng rất chính xác Rất có cơ sở Mà còn thuyết phục, còn lay động được tâm hồn bạn đọc bởi cảm xúc mà chính các tác giả, chính tác giả Hippolyten gửi gắm trong tác phẩm của mình. Và các em lưu ý, tất cả những điểm đặc sắc về nghệ thuật này đều để hướng tới một tác dụng duy nhất. Và đó cũng chính là mục đích của tác giả Hippolyten khi viết công trình nghiên cứu La Fontaine và thơ ngụ ngôn của ông nói chung và đoạn trích Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Fontaine nói riêng. Chúng ta thấy toàn bộ những điểm đặc sắc về nghệ thuật này. Kết hợp, phối hợp với nhau rất hài hòa, có khi lộ ra rất rõ ràng, có khi lại ẩn trong nhau, có khi đan xen vào nhau. Tất cả đều khiến cho chúng ta thấy bài nghị luận này trở nên rất sinh động, rất hấp dẫn. Và cô tin sau khi học bài này xong, các em đọc lại và thẩm thấu được những tài năng của Hippolyte về nghệ thuật nghị luận. Các em sẽ thấy văn bản này trở nên sinh động hơn và hấp dẫn hơn rất nhiều. Và quan trọng hơn, quan trọng hơn, mục đích sử dụng những cách lập luận như thế này, cách nghị luận như thế này thì tác giả hippoliten muốn hướng tới tác dụng này là trọng tâm các em đọc kỹ cho cô dòng cuối này cô mời các em đọc kỹ dòng cuối và lắng sâu hơn một chút để nghĩ về tác dụng của những biện pháp nghệ thuật này các em đã đọc xong chưa cô đọc lại này với những cách nghệ thuật nghị luận đặc sắc như thế này tác giả hippoliten đã làm nổi bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật đó là gì phản ánh thực tại phải phản ánh thực tại đã các em ạ văn học là sự phản ánh cuộc sống nhưng đặc trưng của tác phẩm văn chương đó là phản ánh như thế nào phản ánh thực tại nhưng mang đậm dấu ấn chủ quan sự sáng tạo của tác giả và đây chính là mục đích nghị luận của tác giả Hippolyte trong bài nghị luận văn chương này. Đấy. Các em thân mến, đây là toàn bộ phần nhận xét của chúng ta về nghệ thuật nghị luận của tác giả Hippolyte trong văn bản Chó sói và cừu trong thơ Ngụ ngôn của La Fontaine. Cô muốn các em đọc lại, khái quát một lần nữa dành những thời gian trong cái quỹ thời gian của mình, không chỉ ở buổi học hôm nay mà còn nhiều buổi học sau nữa, nhiều thời gian khác nữa đọc kỹ cho cô phần nghệ thuật nghị luận này để học tập cách viết của Hippolyte, cảm thấu được những giá trị nội dung của tác phẩm và xa hơn nữa, cô muốn các em vận dụng học tập cách viết của tác giả Hippolyte trong việc tạo lập ra những tác phẩm văn chương sau này nếu như có thể và trước mắt là những bài văn nghị luận văn chương mà các em phải thực hiện trong chương trình. Các em thân mến, cô muốn dừng lại trang này một lúc như vậy để cho các em chuyển được vào vở của mình. Phần 3 La Mã là phần tổng kết, cô muốn các em nhìn nhận lại một lần nữa giá trị nghệ thuật của văn bản này. Tập trung ở hai điểm đó là gì? Bố cục, mạch lạc. Tập trung ở điểm nữa đó là lập luận, thuyết phục như chúng ta vừa phân tích. Và muốn các em ghi nhớ được giá trị nội dung của văn bản này. Đó là gì? Với những biện pháp nghệ thuật, nghị luận rất đặc sắc và tiêu biểu, tác giả Hippolyte đã nêu bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật là in đậm dấu ấn cách nhìn, cách nghĩ riêng, sự sáng tạo riêng của mỗi tác giả từ tác giả La Fontaine nói riêng thì Hippolyte muốn chúng ta nói tới, nghĩ tới và hiểu về dấu ấn, cách nhìn, cách nghĩ riêng, sự sáng tạo riêng của tất cả các tác giả khác nói chung. Chúng ta sẽ củng cố nội dung bài học bằng một số những bài tập và như cô đã nói các bạn tập trung và khi giải quyết xong những bài tập này cô tin rằng các em sẽ có những kiến thức, những kỹ năng hết sức cơ bản. Cô có bài tập thứ nhất, bài tập chọn đáp án đúng nhất. Câu thứ nhất, văn bản chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Fontaine thuộc phương thức biểu đạt nào? Câu này cô nghĩ các bạn đều đã thấy được bởi trong quá trình giảng cô đã nói rất rõ đó là nghệ thuật gì đấy? Nghị luận. Câu hỏi 2. Các em đọc câu hỏi đi. Và chú ý đến trạng ngữ ở đầu câu, theo bi phong nhé, theo bi phong. Thì loài cừu không có những tính cách nào sau đây, thân thương này, bắt trước này, ngu ngốc này, sợ sệt này, theo bi phong đấy. Chắc chắn các bạn chọn được đáp án rồi đúng không? Đó là đáp án A với câu 3 này. Cách viết về chó sói và cừu của Bi Phong và La Phong có điểm gì giống nhau? Các đáp án của câu này tương đối dài và có những có những đáp án phải rất tinh mới nhận được. Cô muốn các em đọc kỹ câu này một chút. Nhớ là cách viết và tìm ra điểm giống nhau trong cách viết của hai tác giả. Đáp án thứ nhất, cả hai ông đều sử dụng biện pháp nhân hóa để nói về chúng. Thứ hai, cả hai ông đều dựa vào đặc tính của loài cừu và chó sói để nói về chúng. Và thứ ba, cả hai ông đều viết về loài cừu và chó sói nói chung chứ không phải một con cừu, con chó sói cụ thể. Và thứ tư, cả hai đều viết về cừu và chó sói nhưng số phận và tính cách với những số phận và tính cách cụ thể. Các em chọn đáp án nào? Các em hãy làm phương pháp loại trừ và đối chiếu với quá trình chúng ta tìm hiểu. Câu này hơi khó một chút. Có em nào chọn đáp án B không? Chúng ta thử xem có phù hợp không? Cả hai ông đều dựa vào đặc tính của cừu và chó sói để nói về chúng. Có ai chọn đáp án A không? Cả hai ông đều sử dụng biện pháp nhân hóa để nói về chúng. Chắc là không rồi, đúng không? Chỉ có La Fontaine sử dụng biện pháp gì thôi Nhân hóa Như vậy chúng ta lại trừ đáp án A nhé Đáp án B vừa rồi cô đã nói đúng không Đều dựa vào đặc tính của loài cừu và chó sói để nói về chúng Cảm giác có vẻ đúng đúng không Vậy chúng ta hãy để dành đáp án này lại đã nhé Để dành đáp án này lại Kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm chúng ta hãy làm theo phương pháp loại trừ Chúng ta xét đáp án C Cả hai ông đều viết về loài cừu và chó sói nói chung Chứ không phải một con cừu, một con chó sói cụ thể có chọn không? Chắc là không rồi đúng không? Vì cả hai ông chúng ta thấy nhá Khi viết về cừu, viết về chó sói Rõ ràng là bi Phong đã viết về cả một loài cừu Một loài chó sói với những đặc tính chung cơ bản giống loài của chúng Còn La Fontaine thì xây dựng hình tượng những con cừu cụ thể Có thể đấy là cừu non Có thể đó là những con cừu mẹ thân thương và tốt bụng Như vậy đáp án C, con đúng không? không đúng phải không nhỉ chúng ta tìm hiểu nốt đáp án d nhé cả hai ông đều viết về đề cừu và chó sói như những số phận và tính cách cụ thể điểm này có chọn không đáp án này không rồi đúng không à chỉ thấy trong những sáng tác của la fontaine chúng ta mới thấy rằng là gì cừu và chó sói là mang tính hình tượng đó là những con người với những số phận những tính cách cụ thể. Như vậy, chúng ta cân nhắc nhìn tổng thể cả bốn đáp án. Dùng phương pháp lựa chọn, bây giờ chúng ta chọn đáp án nào? À, điểm giống nhau, đó là đáp án gì nào? Đáp án B. Bi Phong rõ ràng dựa vào đặc tính của cừu và chó sói để viết về chúng. La Phong Ten cũng phải dựa vào đặc tính của những loài vật này trong thực tế để phản ánh thực tế nhưng mà bằng cách nhìn của la fontaine từ thực tế đó mà ông khái quát lên xây dựng chúng mang tính gì đấy hình tượng vậy bài tập này vừa để các em nhìn nhận lại nội dung của văn bản của vừa muốn các em có được một kỹ năng đó là làm bài tập trắc nghiệm khi mà có những câu hỏi khó những đáp án mà phương án nhiễu lớn các em sẽ dùng phương pháp loại trừ và phân tích thật kỹ các em sẽ tìm được câu trả lời đúng Bài tập 2 Các em đọc bài tập cho cô đi Bài tập này cô mong muốn gửi vào đây Để các em có được những kinh nghiệm Khi tạo lập những văn bản nghị luận văn chương Khi viết về một đối tượng nào đó trong cuộc sống Em thích cách viết của tác giả Bui Phong hay La Phong Ten Vì sao? Câu hỏi này mang đậm cái quan điểm cá nhân của các em, đúng không? và giá như được nghe phản hồi trực tiếp của các em bây giờ thì thú vị biết bao nhiêu tuy nhiên cho dù quan điểm của các em như thế nào trước một đối tượng nào đó của cuộc sống các em có thể có thể nhé lựa chọn cách viết nào đúng với sở trường của các em đã này đúng với sở thích của các em này nhưng cô đặc biệt đặc biệt lưu ý với các em như sau phải lựa chọn một cách viết tùy thuộc vào mục đích tạo lập văn bản, bản à mục đích tạo lập văn bản của chúng ta có những gì nào viết cho ai này tức là đối tượng mình hướng tới là ai đấy. viết để làm gì này tức là mình viết văn bản đó ra để làm gì sau đó mới quy định là gì viết như thế nào đấy tùy thuộc vào từng đối tượng đặt trong từng hoàn cảnh khác nhau đối tượng giao tiếp khác nhau để các em lựa chọn cái cách viết như của một nhà khoa học như thế nhé như của một nhà khoa học hay cách viết của một nhà thơ nhà văn nhà nghệ sĩ đấy là tùy thuộc các em trong từng tình huống một rất động này rất mở này nhưng vẫn có những cái quy định riêng các em nhớ chưa à, chúng ta tìm hiểu sang bài tập thứ ba nhé qua việc học văn bản em rút ra bài học kinh nghiệm gì khi tìm hiểu tác phẩm văn học đặc biệt là những tác phẩm nghị luận văn chương rồi những tác phẩm văn chương, hai khái niệm phân biệt cho cô nhé, tác phẩm văn chương và nghị luận văn chương. Ở đây cô muốn từ cái cách từ cách nhìn nhận của Hippolyte về tác phẩm nghị luận văn chương. Đó là những văn bản viết về chó sói, những văn bản viết về cừu của La Fontaine mà tác giả đã viết thì chúng ta học tập được cách gì khi tìm hiểu một tác phẩm văn học gửi đến các em một số những mẹo nhỏ nhé. Đó là gì? Các em đọc kỹ tác phẩm này. Sau đó tìm cho câu hiện thực cuộc sống mà tác giả phản ánh trong tác phẩm. Điều này cần thiết lắm các em ạ. Bởi nếu như tác phẩm nghệ thuật mà xa rời cuộc sống thì tác phẩm đó không có nghĩa lý gì. Phải phản ánh thực tế cuộc sống đó. Sau đó thì sao? Các em hãy cố gắng tìm được những nét riêng trong cách nhìn, cách nghĩ của các tác giả trên các phương diện nội dung và nghệ thuật và đặc biệt lắng lại trong mình nhé, lắng sâu trong mình xem đồng cảm được với những gì tác giả gửi gắm trong tác phẩm để thấy được cái dấu ấn cảm xúc riêng của tác giả gửi gắm trong mỗi tác phẩm và thứ ba khi tìm hiểu những tác phẩm cùng một đề tài các em từ hai cơ sở này mới rút ra được điểm giống nhau và khác nhau. Trong chương trình lớp 9 của chúng ta có rất nhiều những tác phẩm cùng đề tài, đúng không? Cùng viết về người lính như đồng chí, bài thơ về tiểu đội xe không kính, cùng có vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời như mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải, rồi sang thu của Hữu Thỉnh, rồi cùng là hình ảnh trăng trong bài thơ Ánh Trăng, trong bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá, rồi cả trăng trong đồng chí. Đấy, từ hai ý trên các em sẽ rút ra được kinh nghiệm làm ý thứ ba. Đấy, một số mẹo nhỏ của cô hy vọng sẽ giúp ích cho các em trong quá trình các em tìm hiểu tác phẩm văn học. Bài tập 4. Từ việc cô hướng dẫn các em kỹ năng ở bài tập 3 vừa rồi, cô muốn các em nâng lên một mức nữa. Đọc lại bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá À, trong những buổi học trực tuyến trước các em đã được hệ thống lại rồi đúng không à, và chỉ ra cho cô này cách nhìn cách nghĩ riêng của huy cận về cuộc sống và con người chúng ta tạm thời đứng ở góc độ của tác giả hippoliten một chút để nhìn nhận về tác phẩm văn chương bài thơ đoàn thuyền đánh cá của huy cận để xem cách phản ánh hiện thực cuộc sống của huy cận của một nhà nghệ sĩ như thế nào hiểu nội dung câu hỏi chưa cô gợi dẫn cho các bạn một số ý nhé đây các bạn thấy là trong bài thơ đoàn thuyền đánh cá của huy cận thì tác giả đã phản ánh thực tế cuộc sống lao động những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc đấy là hiện thực cuộc sống đã chúng ta cố gắng tìm hiểu để thấy được rằng à huy cận đã xây dựng hình tượng thiên nhiên và con người theo cách riêng và sự sáng tạo riêng. Cách riêng này, sự sáng tạo riêng này thể hiện ở những ý sau đây. Thứ nhất là thiên nhiên trong cái nhìn của Huy Cận. Vùng biển đảo Quảng Ninh hết sức rộng lớn, kỳ vĩ và tráng lệ. Còn thiên nhiên còn một đặc điểm nữa đó là hoa hợp gắn bó với con người trong công việc lao động. Con người ở đây thì sao? À, trong không khí làm ăn tập thể những đoàn thuyền chứ không phải là những con thuyền nhỏ lẻ. Và nữa này, con người có tầm vóc lớn lao, không hề rợn ngợp trước biển khơi và say mê lao động cống hiến, đầy tinh thần trách nhiệm vì đất nước, vì tổ quốc. Đấy. Và bài thơ đoàn thuyền đánh cá thể hiện niềm tin, niềm tự hào của Huy Cận về cuộc sống mới và con người mới. Đây là dấu ấn cảm xúc cá nhân riêng của Huy Cận và chúng ta thấy là trong bài thơ đó tác giả sử dụng bút pháp hiện thực và lãng mạn hết sức là bài bổ với những hình ảnh đẹp đẽ và sáng tạo. Trong một khoảng thời gian ngắn, cô đưa ra một số gợi ý như thế này, hy vọng các em sẽ chuyển vào vở của mình và về nhà đọc lại tìm ra được cách tìm hiểu những tác phẩm văn chương khác không riêng gì bài thơ Đoàn thuyền đánh cá. Các em đã nhận thấy chưa nhỉ? À. Rất tốt rồi đúng không? Và các em thân mến, như vậy cô trò chúng ta đã đồng hành với nhau hai tiết học của bài Tìm hiểu về văn bản Chó sói và cừu trong thơ Ngụ ngôn của La Fontaine. Qua hai tiết học này, cô hy vọng các em nắm được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của văn bản Chó sói và cừu trong thơ Ngụ ngôn của La Fontaine. Có được những kinh nghiệm riêng của mình trong việc tạo lập ra những văn bản nghị luận sau này các em sẽ học như là nghị luận về nhân vật này hay nghị luận về một đoạn thơ một bài thơ này xin cảm ơn và thân ái chào tạm biệt các em